Hello, xin chào tất cả mọi người. Nhạc cụ Trần Liêm ngày hôm nay sẽ tiến hành khui thùng em Yamaha BSR Edit 920, phải gọi là niềm mơ ước của rất là nhiều anh chị em trong cái giai đoạn hiện tại. Đôi lúc mọi người có tiền cũng chưa mua được cái dòng Edit 920 này đâu. Tại sao vậy mọi người? Tại vì cái độ khan hiếm của nó trên thị trường bây giờ không còn nhiều để mua. Thì ở Trần Liêm nếu mà không có thì mấy nơi khác giờ đây chắc cũng không có luôn mọi người ơi. Tại vì hàng nó rất là hot nha, và ai cũng bắt đắt bán đắt hàng hết trơn á, mỗi người được vài cây về bán là cây rẹt rẹt là hết à. Rồi hôm nay là cây cuối cùng nha, Edit 920 cuối cùng gửi về cho anh Hùng Nguyễn ở Thủ Đức với số điện thoại đuôi của ảnh là 1819. Cảm ơn anh Hùng Nguyễn đã cọc 5 triệu đồng, còn 35 triệu còn lại anh sẽ thanh toán chuyển khoản cho Trần Liêm khi mà shipper giao hàng tới anh nhận hàng rồi thanh toán nha. Cảm ơn anh rất là nhiều luôn, anh ở Thủ Đức mua bán rất là nhanh gọn lẹ mọi người. Ok, bao da, chuyên đàn USB dữ liệu đầy đủ nha. À, đây là USB Edit 920 Trần Liêm, chuyên đàn đôi và bao da 5 lớp 2 túi và chương và Edit 920 hết hàng luôn rồi nha. Chị em nào cần mua thì sẽ cọc để cuối tháng 10 hoặc là sang tháng 11 sẽ còn hàng về thì Trần Liêm sẽ báo mọi người nha. Rồi bây giờ Trần Liêm sẽ đọc số seri đầy đủ nè. Trước hết là nhìn ngoại quan cây đàn nha, đẹp, ken, xà đen. Đó. Rồi đọc số seri luôn em. Số seri của đàn là ECEB01041. Năm sản xuất là năm 2024 đương nhiên rồi. Tem chống giả của Bộ Công an ha. Chúc đồng niêm phong mọi người thấy ha. Còn niêm phong y nguyên luôn. Hàng mới 100% luôn nha mọi người. Bây giờ làm gì có hàng cũ mà mua mọi người ha. Mới ra đời được hơn tháng à, nên chưa có hàng cũ đâu nha. Rồi ở mặt sau của nó chỗ này á, là nó có thêm một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt để cho anh chị em nào muốn nghiên cứu tài liệu mà bằng ngôn ngữ tiếng Việt á, thì mọi người có thể tham khảo. Còn bên trong đàn á, thì sẽ là bằng tiếng Anh. Bây giờ thì team Trần Liêm sẽ tiến hành khui đàn ra rồi sau đó cài dữ liệu nha. Mời anh Hùng, mời mọi người theo dõi quá trình khui đàn nha. Cục cưng ha, cục cưng mấy chục triệu mà anh Hùng ảnh dưới quyết định rất là lẹ luôn. Thì ảnh cũng đã phải theo dõi Trần Liêm và tin tưởng Trần Liêm rồi mới chuyển tiền đó mọi người. Đó. Trần Liêm cảm ơn những khách hàng rất là dễ thương. Đó, xong. Con lát này Trần Liêm để vô y chang hiện trạng vậy nè. Rồi sau đó Trần Liêm sẽ bút ship lại. Tiền ship ở đây đó cũng hơi cao đó. Nhưng mà thôi, anh nói sẽ là anh đã tin tưởng như vậy thì Trần Liêm hỗ trợ miễn phí ship cho ảnh luôn. Đó. Rồi. Yeah, bây giờ là âm thanh của mùi tiền nha. Đó, thấy không? Chốt đồng còn niêm phong. Rồi so sánh nè. Số seri 1041 chính xác nha mọi người. Đó. Số phiếu bảo hành là IMVN0396470. Ok. Rồi, chủ nhân đây, em nói đây. 920 xuất sắc. Đây là cục nguồn nha. Cục nguồn thì Trần Liêm để đây không có sử dụng luôn. Trần Liêm sẽ sử dụng cục nguồn của Trần Liêm. Rồi khui nó lên nè. Đó. Bảo lên. Rồi em nó đây. Rồi quay qua đây. Trong thùng thì nó còn những gì nè. Trong thùng thì nó còn thêm một cái giá đĩa sách là cái quyển sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh ha. Đó. Mình sẽ để đây. Một lát sẽ bỏ lại xin chỗ cũ luôn nha. Rồi, bây giờ là em nó. Rồi nó sẽ dàn xíu cắm điện vô. Rồi, xin chào đại gia đình nè. Facebook nha, xin chào Trung Hiếu nha. Trung Hiếu hôm nay muốn tích luôn rồi. Nó anh Hùng muốn coi thì là phát lại trên YouTube, trên Facebook trực tiếp thì cái thôi. Rồi bây giờ là giây phút bóc zin em nó. Đây cục nguồn này của Trần Liêm nha. Còn cục nguồn của anh Trần Liêm để vẫn để y nguyên luôn, để về anh còn có cái để anh khui. Ba bốn cái máy quay qua đây ngầu, máy đang khởi động nó quay qua đây nè. Mọi người thấy không,
Nè anh Hùng muốn coi lại toàn bộ quá trình đó thì anh Hùng có thể là lên đó, kênh Facebook nhạc cụ Trần Liêm hoặc là Facebook Liêm Trần nha. Đó, em là like trực tiếp vậy luôn á. Trần Liêm sẽ kiểm tra trước nè, rất là công khai luôn. Phim bấm sướng quá trời sướng thiệt. Rồi giờ Trần Liêm sẽ căn chỉnh lại cảm ứng to brand calibration. Yeah. Ok, rồi. Lấy cái USB cài xong lên nha. Xuất phát vô ra. Đó. Cắm vô nè. Đây đi 920 đến hai cái cổng USB lận. Đó, anh sau này có muốn gắn USB nào nữa vô thì gắn để nghe nhạc cũng được. Còn không là có chức năng Bluetooth ở trên đây để phát Bluetooth nghe ha. Rồi bấm expansion. Effort adjustment info. Ok. Rồi Trần Liêm sẽ rút USB này ra cắm vô máy tính. Rồi sau đó sẽ tiến hành cài sampler. Trần Liêm sẽ quay gặp lại mọi người trong một khoảng thời gian nữa nha. Xin chào. Rồi USB thì đã được nạp dữ liệu vô trong. Và còn cái phiếu đã bảo hành thì Trần Liêm hôm nay ghi là ngày 15 tháng 10 nè ha. Rồi ok, một lát nữa Trần Liêm sẽ đính kèm đầy đủ hết, bỏ vào trong thùng. Và đương nhiên là phải có tất cả mọi thứ, phải có quy trình và có quay video lại kiểm chứng hết nha mọi người. Rồi bây giờ mọi người sẽ chờ thêm trong vòng khoảng 25 phút nữa. Bây giờ Trần Liêm sẽ tiến hành cài sampler vô nè. Bấm menu rồi bấm bắt installation nè. Bấm ba trang B2 nè. Thì anh Hùng Nguyễn nè, phải không? Anh Hùng Nguyễn ở đi 920V25 Trần Liêm nè. Bấm vô nè. Bấm ok nè. Đó. Ok. Ok. Rồi quá trình này phải giữ nguyên hiện trạng đó. Nó để cài một lát là sẽ xong rồi, Trần Liêm sẽ quay lại nha. Mọi người uống nước xíu đi, lát quay lại sau. Rồi đó mọi người thấy anh là quá trình cài sắp hoàn tất rồi đó. Nó còn chắc khoảng vài phần trăm nữa là xong. Bây giờ là như vậy, 5:25 rồi, sắp thành 5:30 luôn rồi. Trần Liêm cài đặt lúc là 5 giờ, bây giờ là 5:25, là 25 phút đã trôi qua đó. Còn thêm xíu nữa, chắc khoảng vài phút nữa mọi người. Cài đàn tùy cái dung lượng. Ví dụ như AD920 này thì cái bộ nhớ dung lượng của nó là lên đến 2GB. Do đó mà Trần Liêm là tận dụng chép full luôn, gần như là full luôn rồi đó. Đâu dữ liệu nó là 1.8GB đó mọi người. Thì mọi người thấy là rất là khủng khiếp, rất là nhiều. Giúp cho anh chị em về là có đi chơi chuyên nghiệp luôn. Đó, complete là hoàn thành mọi người thấy không? Rồi, ok. Rồi ha, sau khi complete rồi Trần Liêm bấm chữ ok. Rồi sau đó Trần Liêm sẽ tắt nguồn và khởi động lại. Rồi sau đó sẽ cài dữ liệu cũng như là cài đặt hết cho khách luôn. Khởi động lại. À, 40 triệu thì có giá nó rất là xứng đáng mọi người. Đàn rất đẹp, đàn mới. Bảo hành đến 2 năm lận nha. Và trong cái khoảng thời gian này á mọi người... Trần Liêm biết là có nhiều anh chị em tham khảo giá nơi khác thì mọi người cứ như chỗ nào ok uy tín và có dữ liệu nhiều thì mọi người mua, và nó cũng đang rất là khan hàng nha. Rồi, Trần Liêm sẽ chỉnh trên bot nè, like and join, rồi Google khóa hết audio. Rồi sau đó copy dữ liệu qua nha. Slide thứ 1 copy select on. Copy bằng tiếng, thư 1-6 bằng tiếng, file, copy, select on, copy, user, copy here. Nó, đối với Trần Liêm thì nó dễ lắm, nhưng mà đối với mọi người nhiều khi mà mới mua dạy học á, mọi người không có biết thao tác, dẫn đến là nó khó lắm. Do đó mà Trần Liêm sẽ làm mọi thứ ok hết rồi đến mọi người về là chỉ việc chơi thôi. Nó copy tiếng qua bên bộ nhớ user luôn. Đó. Rồi, vậy giờ dữ liệu xong rồi chúng ta sẽ kiểm tra lại cái bắt expansion nó V24 V25. Rồi đầy đủ ha. Bây giờ thì cho mọi người nghe xíu âm thanh cho nó nha. Ví dụ như về bấm user, bấm vô style remix DJ disco nó lo cực phê.
Rồi xì tay intro bên USB. Rồi tới luôn. Rồi, Trần Linh sẽ kiểm tra băng tiếng nè. Dân ca tranh sáu bầu nè, đàn tranh nè. Sáu bầu string. Listen. Guitar. Tiếng Latin. Nhiều băng tiếng lắm, băng tiếng nhạc bóp, nhạc trẻ đồ đó. À, remix nè. Vina How. Rồi ok mọi người, cây đàn của khách Trần Liêm không có sử dụng nhiều nữa nha. Bây giờ là quá trình mà cài đặt diễn ra hoàn tất hết rồi. Bây giờ thì team Trần Liêm sẽ quay lại cái số series ở phía sau để khi mà khách nhận hàng á là khách phải biết chắc chắn đó là cây một cùng một cây đàn chứ không phải là hai cây đàn ha. Bây giờ sẽ đối chiếu nè cái số series với lại cái trên cái phiếu bảo hành với bà trong thân máy để Trần Liêm tắt nguồn cái nha. Rồi anh Hùng thì về nhận hàng kiểm tra mọi thứ ok hết rồi anh báo lại em rồi em kích hoạt bảo hành cho anh ha. Rồi đây Ngọc chĩa vô ha, đúng rồi nha. ECEB01041 nha. Rồi trên phía bảo hành nè, ECEB01041. Rồi hợp lệ trúng số, giải số đã hợp lệ. Rồi bây giờ thì team Trần Liêm sẽ tiến hành bỏ đàn vô thùng. Rồi cái bao thì để bên ngoài vì lý do là ảnh ở Sài Gòn và book shipper hỏa tốc nha. Nhưng mà bị delay giao hàng tiêu rồi. Ảnh hẹn Trần Liêm 7 giờ tối nhưng mà ảnh nói thôi để ngày mai đi 10 giờ ảnh lên trển, lên Thủ Đức rồi Trần Liêm sẽ cho chắc là cho gáp giao lên Thủ Đức vào 10 giờ sáng mai. Cảm ơn anh Hùng rất là nhiều. Mời anh, mời mọi người theo dõi quá trình bỏ đàn của thùng nha. Rồi như vậy team Trần Liêm đã tiến hành đóng gói xong cây SX920 để gửi về cho anh Hùng ở thành phố Thủ Đức. Trần Liêm cảm ơn anh rất là nhiều nha. Nếu mọi người có nhu cầu mua hàng liên hệ ngay. Xin chào và hẹn gặp lại.